Tất cả các anh chị nhá, hôm nay em giới thiệu với các anh chị về cái nút bọc vải hai lỗ. Đây là cái thành phẩm của nó này, hai lỗ đây đó. Quy trình của nó là mình phải có 3 máy như vậy đó. Máy bọc vải, máy đục lỗ này, và máy đóng hai con OZ này. Máy của bên em thì nó khác tất cả với so với các bên cơ sở khác nhá. Máy đây đây. Sau đây em sẽ bọc thử nhé. Đây là cái cuối bọc vải này, nó đủ với tất cả các loại size nhé, 12, 16, 18, 20, 25, 28 là nhiều size đó. Rồi ai muốn làm size nào thì em làm cho size đó. Đây là cái cuối bọc vải của nó nhé, em test thử này, cái vải em cắt sẵn đây. Nó có hai cái nắp, nắp nhỏ và nắp to. Thì cái nắp to thì mình lấy vào đây. Đó, mình đặt lên giữa này. Đó, mình lấy cái này. Rồi. Khi ấn vải là xuống hết rồi đúng không? Đó. Cái bên này, cái nắp bên này này, mình đặt ngửa nó lên, đặt ngửa nó lên như thế này. Đặt vào đây. Đó. Cái này để lên đây. Rồi cái này nó đang ngửa đây, mình úp vào đây. Đó. Cái tay đưa xuống. Đó, cái sản phẩm đây nó cũng rất là đều đẹp nhé. Đó. Qua cái máy bên này mình đục lỗ này. Cái này thì nó có cũng có các size nhưng mà nó có cái bạc này. Mình đưa vào cái loại size nào thì mình đưa vào, cái này đang size 2. À, 18 mini thì đưa vào đây. Đó. Mình đặt úp xuống. Đó, nó định vị sẵn rồi nhá. Rồi mình đưa đến đây, mình giật dích khoát xuống. Đó. Đó, hai lỗ ok. Rồi qua bên này mình đóng con mắt cáo, đưa con mắt cáo nhỏ nhỏ này vào đây trước. Rồi đưa cái này vào. Đó. Okay. Đó, đây là cái thành phẩm mình đã làm xong. Đó. Quy trình của nó còn 3 bước. Ngoài ra bên em thì còn có cung cấp tất cả các loại phôi nhé. Từ size 12 đến tận 30mm nhé. Đó. À, cảm ơn anh chị đã theo dõi video nha.